Tại sao người ta cứ truyền tai nhau rằng là trong tình yêu cứ phải hợp tuổi nhau thì mới yêu nhau được, mới hạnh phúc được, và cứ tồn tại qua thế hệ này đến thế hệ khác. Người ta cứ đi tìm những cái con người là phải hợp tuổi với nhau. Thì cá nhân mình cho rằng đây là một cái nhìn phiến diện, cái nhìn thiếu quan điểm, thiếu đúng đắn. Bởi vì con người chúng ta có hợp nhau hay không, có hiểu nhau hay không, nó dựa trên là cái sự hiểu biết, cái tư duy của chúng ta, cái ngôn ngữ của chúng ta thể hiện ra. Đó. Quan trọng nhất ở cái ngôn ngữ chúng ta thể hiện ra, cái thái độ chúng ta thể hiện ra. Thế vì ngôn ngữ và thái độ chúng ta thể hiện ra thì nó phụ thuộc vào đâu ạ? Nó phụ thuộc vào sự hiểu biết, sự học tập, học hỏi của chúng ta. Đó, thì khi mà chúng ta có sự hiểu biết đủ đầy, chúng ta biết xử lý mọi tình huống trong cuộc sống. Chúng ta biết đối nhân xử thế, biết xử lý, biến đau thương thành bình thường, biến buồn đau thành niềm vui, biến những xung đột thành sự hóa giải bình thường và trở nên vui vẻ, hòa đồng. Khi chúng ta làm được những điều như thế thì có phải là do ngôn ngữ, là do tư duy không, hay là do tuổi tác? Đó, các bạn thử nhìn xem là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có phải là do tuổi tác không, tuổi tác không hợp nhau không, mà là do nó là do cái ngôn ngữ của chúng ta thể hiện ra, cái thái độ của chúng ta thể hiện ra, cái sự hiểu biết của chúng ta thể hiện ra. Đó, khi chúng ta hiểu biết đủ đầy thì mọi thứ nó trở nên bình thường, tuổi tác không hề quan trọng, hợp tuổi hay không không hề quan trọng. Mọi mối quan hệ trong cuộc sống này không phải là vấn đề về tuổi có hợp nhau hay không, mà là vấn đề nó nằm ở sự hiểu mình, hiểu người, ngôn ngữ chúng ta sử dụng, ngôn ngữ chúng ta nói ra với người khác để cho người khác không hiểu lầm chúng ta.